Chào bà con nha. Đây là buổi tối ngày mùng 5 tháng 4 này. Năm 2021 này. Đây đang tập trung lắp hơn 400 lồng cho khách nhé. Khách nào? Khách của ai đấy? Khách của bà anh. Đây. Toàn bộ hơn 400 lồng để chuyển giao cho khách tại Hưng Yên này. Đấy. Chúng tôi thì sản xuất cung cấp này. Các loại lồng đựng gà vịt, lồng bắt gà chuyên dụng nhé. Đầy đủ các loại màu xanh, màu vàng. Trọng lượng 4,2kg, 4,7kg và 4,9kg nhé. Kho còn rất nhiều ạ. Bà con có nhu cầu thì liên hệ theo số 0973 143 996 nhé. Đây, chúng tôi thì bán buôn bán lẻ, giao hàng toàn quốc nhé. Khách thật xa thì chúng tôi chuyển qua đường xe tải, đường bưu điện. Đây, nhựa zin nhé, nhựa PP nguyên sinh này. Kích thước dài 75, rộng 55, cao 26. Đây, lồng màu xanh là cây này, màu vàng. Đây, các công nhân thì đang lắp ráp cả đêm này. Bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ đến kho hàng thiết bị Hồng Phúc nhé. Các loại tấm lót sàn cho lợn, cho gà, cho vịt này.